Chào các bạn, quay trở lại với Mimin Tarot. Và ngày hôm nay mình đem đến cho các bạn chủ đề đó chính là: hai người không liên lạc thì họ nghĩ gì? Họ đang nghĩ gì, cuộc sống của họ ra sao khi hai người không liên lạc? Thì họ ở đây có thể là bất kỳ ai nhá. Có thể là bạn bè giữa hai người kiểu lâu không liên lạc với nhau nữa, hoặc là anh trai mưa em gái mưa, hoặc là người yêu cũ, hoặc là crush, hay là ai đó, tùy nhá. Các bạn cứ nghĩ trong đầu một người đi mà các bạn muốn. Kiểu như là đối với mỗi người thì những cái mối quan hệ ngắt kết nối đấy nó có thể là bất kỳ ai. Bạn bè, đồng nghiệp, bạn bè đã từng thân, đồng nghiệp, hoặc là người yêu cũ, hoặc là crush gì đó. Thì cái đấy tùy thuộc vào cái trường hợp của mỗi người nhá. Hãy chọn cho mình một tụ bài 1, 2, 3. Chọn cho mình một lá bài khiến bạn cảm thấy bị thu hút nhất. Còn nếu như bạn chưa nghĩ ra ai thì cũng cứ chọn đi. Sau đó thì cái tụ bài này sẽ giúp các bạn lý giải được phần nào những cái thắc mắc bên trong bạn. Chúng ta sẽ đến với tụ bài đầu tiên. Chào các bạn, đến với tụ bài đầu tiên. Đây là trải bài chung. Chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nha. Và câu hỏi ra họ nghĩ gì khi mà ngắt kết nối với bạn, khi mà không nói chuyện với bạn, khi mà không liên lạc với bạn. Thì họ đây có thể là bất kỳ ai nhá. Đối với tụ bài số 1 này thì mình thấy rằng là, nhớ là trải bài này cũng có thể là trải bài 2 chiều nhá, nên những gì mình nói đấy cũng có thể là miêu tả với bạn. Nhưng mà mình thấy đầu tiên, thứ nhất cái mối quan hệ này của hai người mình chưa bàn đến nó là mối quan hệ kiểu gì. Thì bạn bè này, đồng nghiệp này, người yêu này, người yêu cũ này, vân vân và mây mây. Thì mình thấy là cái mối quan hệ này của hai người nó thiếu đi cái sự cân bằng giữa cho đi và nhận lại. Có thể một bên cho đi nhiều hơn, còn bên còn lại chỉ biết nhận. Hoặc là có một cái bên mà kiểu cứ đuổi theo cái bên còn lại ấy, kiểu như chạy theo rồi là quỵ lụy hơn cái bên còn lại. Chính vì thế cái sự mất cân bằng đó chính là lý do khiến cho cái mối quan hệ này nó cần phải có cái sự ít nhất là tạm thời ngắt liên lạc, không liên lạc với nhau nữa. Bởi vì mình thấy rằng là đối với cái người này thì có thể là cái thời gian đầu ấy, sau khi mà hai người ngắt kết nối với nhau ấy, người này đã đấu tranh rất là nhiều trong cái việc đấy là có nên liên lạc với bạn hay không. Thời gian đầu ấy, đấu tranh rất là nhiều, cực kỳ nhiều, và họ cũng phải vật lộn với rất là nhiều điều ở trong cuộc sống. Mình thấy cái người này có thể là cái người chạy theo bạn nhiều hơn nhá. Mình cảm nhận được người này là cái người chạy theo bạn nhiều hơn, cũng có thể là ngược lại. Nhưng mình cảm nhận đây là người chạy theo bạn nhiều hơn. Và họ cứ muốn kiểm soát bạn là cái thứ nhất. Họ cứ muốn ngày hôm nay bạn phải thế này, ngày mai bạn phải như thế kia. Nếu như bạn đối xử với họ chỉ thiếu đi một cái chút để tâm thôi là họ có thể dãy dụa, hoặc là họ có thể là ăn vạ rồi. Nhưng cái sự ăn vạ đấy nó nhiều khi nó lên những cái cấp độ quá đáng hơn. Ví dụ như bạn nói chuyện với bạn khác giới thôi, hoặc là như nào thôi, cái người này họ cũng đã ghen hoặc là khó chịu, họ tỏ ra thế này, tỏ ra thế kia. Thì mình thấy rằng là sau cái khoảng thời gian họ đấu tranh trong cái việc là có nên liên lạc lại với bạn nữa hay không, thì mình thấy rằng là họ đã chọn cái cách đấy là bình yên, chọn cái sự bình yên cho chính họ. Bởi vì mình thấy là sau một khoảng thời gian họ khó khăn trong cái việc vật lộn không liên lạc với bạn ấy, thì mình thấy họ đã vượt qua được cái giai đoạn đó rồi. Giai đoạn vật vã đó là họ đã vượt qua rồi, và họ biết rằng là cái mối quan hệ này nó cần phải diễn ra như vậy. Họ cũng đã vượt qua được những cái trạng thái khó chịu, có thể là bị nghiện mà, bởi vì nghiện ngập mà, cho nên cứ muốn nhắn tin, muốn gọi điện, muốn kiểm soát, muốn thế nọ, muốn thế kia. Thế nhưng người này mình thấy rằng là họ đã dần dần nhận ra được cái vấn đề của họ, và họ bắt đầu ngừng cái việc có thể là suy nghĩ quá nhiều về bạn. Mới đang dần dần thôi, từ từ thôi đó. Và mình thấy rằng là cái người này khi mà họ nghĩ lại những cái hành động của họ làm trong quá khứ ấy, thì mình thấy họ cảm thấy khá là xấu hổ. Vì có thể một ngày cái đợt mà bạn không nhắn tin với họ chẳng hạn, không nói chuyện với họ chẳng hạn, thì họ nhắn tin với bạn là một cái tin rất là dài, hoặc là nhắn đi liên tục, gọi điện liên tục, rồi là thế này thế khác đối với bạn. Nó thể hiện cái việc đấy là họ bị phụ thuộc bởi bạn. Mình không biết bạn ra sao, có thể bạn sẽ cảm thấy ngộp thở bởi cái người này, bởi cái sự kiểm soát của cái người này. Người này họ có vấn đề của riêng họ, cho nên là họ mới như vậy. Thì mình thấy rằng là họ đang dần dần giác ngộ được rồi, và họ có thể là thời điểm này đang dành rất là nhiều thời gian cho bản thân của mình để tĩnh tâm, để phát triển cái bên trong của họ, để nhận ra được cái vấn đề thực sự bên trong họ là cái gì. Và mình thấy rằng là họ chọn cái việc go with the flow, tức là để cho mọi thứ nó được xuôi dòng, để nó mọi thứ được thuận theo tự nhiên. Cái mối quan hệ này liệu còn có thể liên lạc được với nhau hay không, liệu có thể kết nối lại được với nhau hay không, thì họ để cho số phận quyết định. Để cho kiểu còn duyên thì chúng mình sẽ liên lạc, còn nếu như mà không, còn duyên thì sẽ gặp lại, sẽ liên lạc, còn nếu như không thì họ cũng thả trôi mọi thứ. Bởi vì thật ra cái người này cũng đã từng rất là độc hại.
trong một mối quan hệ có thể rất là kiểm soát bạn hay là gì gì đó, thì mình thấy là họ đang dần vượt qua được cái điều này rồi. Họ cũng thời điểm này họ cũng có đang đấu tranh với cái việc, đôi khi đấy là có đấu tranh với cái việc là à có nên liên lạc với bạn hay không. Một điều nữa mình thấy họ vẫn theo dõi trang mạng xã hội của các bạn, vẫn stalk bạn trên mạng xã hội, trên Instagram hay là bất kỳ một cái trang mạng xã hội nào đó mà bạn có mặt, thì họ vẫn tìm kiếm bạn xem là bạn đang sống như thế nào. Đôi khi nó vì cái sự tò mò thôi. Đó, đôi khi vì cái sự tò mò thôi. Và mình cảm thấy rằng là cái mối quan hệ này, hai người ngắt liên lạc nó cũng là một trong những cái mình nghĩ lên là đúng đắn thôi. Bởi vì hai người cần phải dứt dao ra. Nó có một cái sự phụ thuộc nào đó. Các bạn đừng nghĩ là chỉ có tình yêu mới có cái sự phụ thuộc đó nhá. Mà có thể là bạn bè nữa. Tức là hai người chơi với nhau ấy, cái người A này cứ muốn kiểm soát cái người B, người B này muốn mà chơi với người khác là người A họ cảm thấy khó chịu ấy, kiểu như thế. Thì cái mối quan hệ đó ấy, giống như là trường hợp này thôi, bạn đang bị kiểm soát đó, cho nên mình mới không gọi tên mối quan hệ này là cái gì. Cái này thì phải tùy bạn quyết định, tùy bạn xem xét đây là mối quan hệ kiểu gì nhá. Một điều nữa mình thấy rằng là cơn bão bên trong họ đang dần qua đi. Trước thì có đúng là có những cơn bão vật lộn như này, nhưng nó lá này nó ngược rồi, tức là nó đã đến hồi gọi là thay đổi, nó đã đến hồi gọi là kết thúc cái cơn bão đó rồi, để nó có thể tiếp tục để cái người này họ có thể tiếp tục phát triển trên cái con đường riêng của họ. Và nói chung đây giống như là một cái bài học để cho họ họ học được thôi, là họ phải thay đổi thôi. Rồi. Let go and flow này. Đấy, họ quyết tâm là thôi phải buông bỏ đi những cái thứ mà không phục vụ cho cuộc sống của họ nữa. Và họ biết là cái mối quan hệ này cho dù các bạn có cố gắng với nhau hay là có cố gắng vật lộn hay gì đó với nhau đi chăng nữa, thì nó sẽ khiến cho cái mối quan hệ nó trở thêm nát thêm thôi. Chính vì thế mà nhân lúc mà con đang đang ít nhất là còn một chút gì đó tốt đẹp, thì mình nên để cho nhau những cái kỷ niệm tốt, những cái hình ảnh tốt bên trong nhau, thế là đủ rồi. Và một điều nữa thì mình thấy là họ cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi mà giải phóng cái sự kiểm soát của chính họ. Nhưng mà tất nhiên mình thấy thời điểm này vẫn đang theo dõi bạn, vẫn đang từ xa nhìn ngắm bạn, nó giống như một cái thói quen rồi, khó bỏ kiểu như thế. Họ sẽ chỉ bỏ được cái điều này khi mà họ bận rộn làm cái điều gì đó khác, rồi sau đó từ dần họ quên dần thôi. Với mối quan hệ này thì cái khả năng mà hai người kết nối lại là như thế nào, là bao nhiêu, sẽ ra sao thì mình sẽ xem thêm nhé. Sẽ có cái khả năng kết nối lại trong mối quan hệ này không nhé. Người này họ cảm thấy xấu hổ lắm, bởi vì kiểu như là họ biết là trước đây họ đã rất là kiểm soát bạn, họ đã rất là gì đó với bạn, thì mình thấy là cái mối quan hệ này nó khả năng để mà cái kết nối lại nó rất là thấp các bạn ạ, nó rất là thấp. Bởi vì mỗi người sẽ có một cuộc sống riêng, mỗi người sẽ tận hưởng những niềm vui riêng, mỗi người sẽ có một con đường riêng, và mình nghĩ đôi khi đó chính là cái kết cục, cái kết quả tốt đẹp nhất dành cho cả hai. Bởi vì khi mà hai người nhìn lại với nhau, đối diện với nhau á, mà các bạn cũng không biết là phải nói gì với nhau cả, không biết phải nói gì với nhau cả, cũng không biết là phải mở lời với nhau như thế nào, thì ok, thôi đường ai lấy đi. Chỉ cái điều quan trọng ở đây đấy chính là bài học mà cả hai nhận được sau cái mối quan hệ này là gì. Đó, thì mình nghĩ đó là cái điều quan trọng nhất thôi. Đấy là có một khoảng thời gian họ vật lộn rất khó khăn trong cái việc đấy là không liên lạc với bạn. Cực kỳ vật lộn. Người này đứng trước những ngưỡng cửa mới, và bạn cũng thế, bạn cũng đứng trước những ngưỡng cửa mới. Nói chung là cái người này ở thời điểm hiện tại thì họ mới đi được những cái bước đầu trên cái hành trình tìm về cái sự bình yên của họ. Họ đang dần dần chấp nhận thôi, chứ cũng chưa hẳn là hoàn toàn đâu. Mình thấy đâu đây cũng còn rất là nhiều những cái vấn đề lộn xộn đang diễn ra. Thế nhưng mà một bước đi về cái hướng đúng là nó giống như là một cái bước tiên phong để cho những cái bước còn lại nó chỉ cứ đi theo cái hướng đấy thôi. Đó, cho nên cái mối quan hệ này nó đôi khi nó không, những cái mối quan hệ nó không chỉ là những cái sự đồng thuận lẫn nhau, mà nó còn là cái sự hỗ trợ và kể cả cái sự thử thách lẫn nhau. Cho nên cái mối quan hệ này đôi các bạn nhìn ở một góc rộng hơn ấy, thì ít nhất là nó cũng đã đạt được cái mục tiêu, đó chính là dạy cho cả hai người một bài học nào đó rồi. Bạn cũng có bài học học trong cái mối quan hệ này, và họ cũng có bài học học trong mối quan hệ này. Đôi khi mình thấy rằng là giống như là có thể lúc trước ấy, bạn ở trong cái mối quan hệ này ấy, người này họ đòi hỏi gì bạn cũng
kiểu cố gắng đáp ứng bởi vì bạn cảm thấy tội lỗi, kiểu như thế, bạn không biết từ chối, cho nên họ ngày càng được nước lấn tới, họ ngày càng thể hiện với bạn ra. Thế mình nghĩ là bạn cũng có bài học của riêng bạn và họ cũng có bài học của riêng họ. Đôi khi mình cảm thấy cái người này dội bom tin nhắn bạn, hoặc là dội bom cuộc gọi bạn, hoặc là hay làm phiền bạn lắm. Nhưng mình nghĩ là đấy là cái khoảng thời gian trước rồi. Và họ nghĩ, bây giờ họ nghĩ lại cái khoảng thời gian này, họ cảm thấy xấu hổ, cảm thấy kiểu trời ơi, sao mình lại có thể làm ra được những cái việc như thế. Bởi vì cái thời điểm đó là cái cơn nghiện của họ nó lên quá là mạnh mẽ. Họ cần phải xả nó ra, họ cần phải để cho cái cảm xúc của họ được thực hiện những cái điều đó. Thì thật ra mình nghĩ là làm cả với lúc mà chúng ta đau khổ nhất hoặc hoảng loạn nhất, thì bạn có quyền làm bất kỳ điều gì, miễn là không gây hại đến bản thân và những người khác là được. Còn đâu bạn thích gào khóc hay là bạn thích lăn lộn kiểu gì cũng được, bởi vì nó giống như cảm xúc, chúng ta cần phải xả nó ra. Nhưng mà miễn là không gây hại đến bản thân, không có hành động gây hại đến bản thân hay là người khác là được. Đó. Còn đâu sau này dần dần chúng ta sẽ hiểu được vấn đề và chúng ta sẽ vượt qua được những cái khó khăn đó. Thì đó là tụ bài số 1 nhá. Với cái câu hỏi đó là họ cảm thấy như thế nào sau khi mà ngắt liên lạc với bạn. Ngắt liên lạc với bạn mà không liên lạc với các bạn nữa. Ok, chúng ta đến với tụ bài số 2. Chào các bạn, đến với tụ bài số 2. Đây là trẻ bé Trung, chính vì vậy đón nhận thông điệp này một cách thật là cởi mở nhất nha. Với câu hỏi đó là không liên lạc với bạn thì họ suy nghĩ gì? Họ suy nghĩ gì khi mà ngắt kết nối với bạn? Thì đầu tiên, người này là người yêu cũ của các bạn. Một người nào đó trong quá khứ mà hai người đã có tình cảm gì đó với nhau. Rồi, cái hiện tụ này hiện ra rất là rõ. Thì cái tụ này phải nói là nó cực kỳ là có duyên nợ gì đó với nhau. Mình thấy rằng là cái khoảng thời gian mà hai người quyết định kết thúc cái mối quan hệ này, có một ai đó trong mối quan hệ đã cực kỳ là quyết tâm. Mình cảm nhận được ở đây đó là họ. Họ là cái người cực kỳ quyết tâm trong cái việc ngắt cái kết nối này. Họ có thể buông ra những cái lời rất là khiến bạn đau đớn khi mà kết thúc cái mối quan hệ này. Tuy nhiên mình cảm thấy mối quan hệ này, nhớ nó, nhận nó một cách cởi mở nhá. Khi mà cái thông điệp này nó ra, nó hiện lên ấy, thì các bạn đừng cố vin vào để ở lại trong một cái mối quan hệ nào đó nhá. Mình thấy rằng là cái mối quan hệ này thật ra thì mình thấy nó vẫn có cơ hội để có thể thay đổi một lần nữa. Thay đổi theo hướng nào, làm bạn hay là người yêu thì cái đấy mình cũng không muốn nói. Nhưng mà mình thấy nó có cơ hội để thay đổi một lần nữa. Nhưng mà nó sẽ mất khoảng một thời gian dài nữa, là khoảng từ nay đến một năm nữa, tức là cái khoảng thời gian này này của một năm sau, thì có thể cái mối quan hệ nó sẽ bắt đầu có những cái tiến triển theo một cái hướng khác, rẽ đi một cái hướng khác. Thì ở đây mình thấy rằng là mình thấy có thể ở phía bạn, bạn là cái người bị codependency, giống với cái tụ bài số 1 ấy, cứ như là kiểu như là hoán đổi cho nhau ấy. Thì mình thấy rằng là các bạn có thể là cái người đuổi theo cái người này. Tức là bạn đã từng rất là mong nhớ, rất là muốn liên lạc với cái người này, và kiểu giống như là cảm thấy như không thể quên được cái người này ấy. Và có thể là bạn nhắn tin rất là nhiều, nói chuyện rất là nhiều, gọi điện rất là nhiều để cố gắng mà có thể là được nói chuyện với họ, kết nối với họ. Nhưng cái người này họ tỏ ra một cách gì đấy rất là dửng dưng là cái thứ nhất. Cái thứ hai, họ tỏ ra cực kỳ là lạnh lùng là cái thứ hai. Đó, cái thứ ba nữa ở đây mà mình thấy đó chính là Thật ra cái người này họ vẫn còn theo dõi về bạn. Họ có thể thời điểm này thì mình thấy là họ vẫn còn theo dõi bạn. Họ có thể ghen tuông khi mà bạn có những cái niềm vui nào đó trong cuộc sống mà không có họ. Mặc dù lúc chia tay thì mồm rất là kiểu gay gắt nhá, hoặc là quyết tâm nhá, nhưng mà thực chất là họ vẫn ở một cái góc nào đó đây này, vẫn nhìn ngắm bạn, vẫn soi vào bạn ở đây, kiểu như thế. Thì mình thấy rằng là cái đây là điều tiết lộ, tức là cuộc sống của họ, họ cảm thấy như thế nào khi mà không liên lạc với bạn. Họ vẫn ghen tuông, họ vẫn theo dõi bạn, họ vẫn cảm thấy khó chịu khi mà bạn như thân thiết với một ai đó, có một cuộc sống mới. Thế nhưng mà bảo bây giờ mà có quay lại hay không thì mình thấy rằng là ngay thời điểm hiện tại thì không. Có kết nối lại hay không, mình thấy là không, bởi vì họ có một cái sự quyết tâm rằng là cái mối quan hệ này đến thời điểm này nó chỉ đến đây được thôi. Chúng ta không thể cố gắng tiếp tục nữa, bởi vì nó không đi đến đâu cả. Khi mà hai con người là hai cái phiên bản cũ thì các bạn sẽ chỉ cho ra một kết quả cũ mà thôi. Nhưng khi hai con người này thay đổi, tạo thành những cái phiên bản mới, tính cách mới, cách nhìn nhận nhân sinh quan mới, thế giới quan mới, thì hai người hợp lại vào nhau ấy sẽ tạo thành những cái mối quan hệ kiểu mới đó, cho ra những cái kết quả mới. Chính vì thế mà mình thấy hai người cần có một khoảng thời gian để có thể thay đổi được. Nói chung mối quan hệ này thì mình thấy nó cũng khá là duyên nợ với nhau. Các bạn còn có nhiều vấn đề với nhau lắm để mà có thể là thay đổi, để có thể mà kết nối nói chuyện gì đó với nhau lắm. Mình thấy rằng là
cái người này họ họ vì sao họ muốn ngắt kết nối với bạn, đấy là bởi vì họ cảm thấy hai người đã chạy quá lâu trong một cái vòng luẩn quẩn nào đó không thể thoát ra được. Có thể là cứ yêu nhau rồi chia tay rồi yêu nhau rồi làm tổn thương lẫn nhau rồi khiến cho nhau cảm thấy mệt mỏi hay là gì gì đó. Chính vì thế mà cái người này họ đã đưa ra cái quyết định rất là quyết tâm để cái kết thúc cái mối quan hệ này. Và họ biết cách điều khiển cảm xúc của họ lắm, cho nên bạn không thể biết được là họ có cảm xúc như thế nào đâu. Nói ra này có khi còn không tin là họ vẫn theo dõi bạn, họ vẫn khó chịu khi mà bạn có người mới đâu. Đấy chỉ là cái cảm giác của họ lúc này thôi. Đó. Một điều nữa, mình thấy rằng là thật ra mình nghĩ là cái cảm xúc ở cái bên trong bạn ấy vẫn có một cái linh cảm gì đó đúng đúng về cái người này. Là bạn cảm thấy họ vẫn theo dõi bạn, hoặc là bạn biết thừa họ vẫn theo dõi bạn thông qua việc là họ xem story của bạn, họ like hay là làm cái gì đó, stalk bạn. Cái đấy là bạn hoàn toàn biết bằng một cách nào đó kỳ diệu. Thì mình thấy là cái mối quan hệ này sẽ có sự thay đổi trong khoảng từ nay đến một năm nữa. Và ở đây có một lời khuyên cho các bạn là gì? Đấy chính là đừng tập trung vào cái mối quan hệ này nữa, tập trung vào bản thân của bạn thôi. Hãy ngồi xuống và viết lại cho mình những cái kế hoạch, những cái mục tiêu. Đây, ngồi lại viết cho mình những cái kế hoạch, những cái mục tiêu, những cái điều mà mình cần phải làm để mình đạt được ở trong cuộc sống. Tức là đừng gắn bản thân mình đối với cái mối quan hệ này nữa. Thả trôi nó đi, bạn thả trôi nó đi. Đến một ngày nào đó, nếu như thực sự hai người còn mối duyên nợ với nhau, hai người chắc chắn sẽ được dẫn về để gặp nhau một lần nữa. Đó, còn nếu như mà không thì các bạn cũng sẽ có những niềm vui mới, các bạn sẽ đến với những chân trời mới và các bạn sẽ tìm được cái tình yêu đích thực của cuộc đời mình, tìm được cái thứ mà tuyệt vời. I go where you go này. Mình cảm thấy rằng là cứ hai người tiến về hai hướng khác nhau. Và cái trình độ phát triển của hai người khá là đồng đều khi mà hai người tách nhau ra. Thế cho nên đây là cái cách tốt nhất dành cho cả hai. Và một điều nữa ở đây mà đấy chính là mình thấy là bạn không nhất thiết là phải quá vội vàng trong cái việc đấy là tôi phải vượt qua nó, tôi phải vượt qua mối quan hệ này, tôi phải quên, tôi phải over ngay lập tức, ngay và luôn. Hãy cho mình thêm thời gian. Bởi vì đối với những cái mối quan hệ có tình cảm và sâu sắc ấy, không, chúng ta không dễ dàng quên đi được. Đừng ép bản thân mình quá, cứ từ từ thôi. Muốn khóc thì cứ khóc đi, muốn buồn thì cứ buồn đi, vật vã thì cứ vật vã, thoải mái đi. Đó, để khi bắt đầu, khi các bạn tiến lên dần dần rồi, phát triển hơn rồi ấy, thì mọi thứ về sau nó sẽ càng nhanh cho bạn. Và các bạn càng muốn đốt cháy giai đoạn ấy, thì cái giai đoạn phía sau nó càng khổ sở, càng vật vã. Bạn sẽ cảm thấy quên rồi mà lại dường như là nhớ đấy, kiểu kiểu thế. Thì mình thấy là mình không biết ai là người chạy theo ai, nhưng mình cảm thấy bạn là cái người chạy theo cái người này. Đối với cái tụ này thì là như thế. Nhưng cái người này thì họ cương quyết và kiên quyết lắm, lạnh lùng lắm, quyết tâm lắm, quyết định lắm. Đó. Ở đây có một lá bài nha. Sâu thẳm trong trái tim của bạn, bạn biết được câu trả lời là gì. Và cái câu trả lời, cái cảm giác đó bên trong bạn là đúng. Cho nên hãy lắng nghe cái tiếng nói bên trong nhá. Nhưng mình thấy theo cái hướng của cái tụ bài này thì nó nói về việc đấy là đừng quan tâm đến mối quan hệ này nữa. Hãy tập trung vào bản thân của mình thôi. Lên kế hoạch, viết kế hoạch và làm những cái điều khiến cho bản thân mình thay đổi và phát triển hơn. Bởi vì mình thấy rằng là thật ra đôi khi chúng ta muốn, hai người mà muốn có cơ hội một lần nữa để có thể gặp lại được nhau, để có thể thay đổi mối quan hệ này, thì chẳng có cái cách nào ngoài việc đấy là hai người đều tự phát triển. Bởi vì nếu như cái người này họ phát triển ấy, bạn mới đi được từng này này, không bao giờ có chuyện hai người gặp nhau lại nữa đâu. Đó. Nhưng mà đôi khi, nhưng mà bạn phải biết là bạn phải tiến lên vì bạn nha, chứ không phải là vì cái mối quan hệ này hay vì người này. Hãy tiến lên vì bản thân của mình. Đó. Và khi hai con người trở thành hai cái phiên bản khác nhau thì hai cái mối quan hệ này nó mới có cơ hội để thay đổi. Nhiều bạn thì kiểu cứ cố gắng tiến lên phía trước để một ngày nào đó em sẽ gặp lại anh. Không, đừng làm thế. Bạn hãy phấn đấu mục đích, vì cái mục tiêu đấy là vì chính bản thân của mình, chứ không phải là vì ai hết. Victory. Victory, victory. Mình thấy là khi cả hai người đạt được một cái thành tựu nào đó trong cuộc sống, cảm thấy ổn với cái vị trí vững chắc của bản thân ấy, thì cái khả năng rất là cao là hai người có thể ít nhất là kết nối lại với nhau một lần nữa. Kết nối thôi, còn đâu để làm gì thì cái đấy tùy thuộc vào cái quyết định của cả hai người, tình huống của cả hai người. Nói chung là kiểu như mối quan hệ nó nhận được một cái dấu hiệu đèn đỏ ấy, bởi vì nó hướng bạn về cái việc đấy là phải học cách yêu thương, trân trọng bản thân mình hơn. Bởi vì mình thấy bạn chạy theo cái người này đấy, bạn là cái người chạy theo cái người này, bạn là cái người quỵ lụy hơn đấy. Bởi vì bạn đang mất đi cái tình yêu thương đối với chính bản thân của mình, nên bây giờ đã đến lúc để các bạn quay về tập trung. Đây này, tập trung vào khu vườn của mình này, rồi là hoa bướm chim muông sẽ phải tự tìm đến cái khu vườn tuyệt vời này của các bạn.
bạn sẽ phải tỏa ra một cái sức hút. Bạn sẽ tỏa ra sức hút để thu hút tất cả những thứ nó cần phải đến với cuộc sống của bạn. Nhưng mà thời điểm này thì bạn cần phải học được cái bài học đó. Còn cái người này thì về cơ bản là họ tỏ ra rất là lạnh lùng và họ sẽ ra kiểm soát cuộc sống, cảm xúc của họ đang rất là tốt. Nhưng mà ở một góc nào đó thì họ vẫn theo dõi bạn, vẫn nhìn bạn, vẫn ghen tuông, vẫn cảm thấy khó chịu khi mà bạn ở bên cạnh những người khác, ở bên cạnh cuộc sống của bạn kiểu như vẫn ổn khi mà không có họ. Đó, vẫn có một chút gì đó bên trong lòng của họ chứ không phải là không. Free yourself, bản thân bạn và kể cả người này đều cần phải giải phóng khỏi mối quan hệ này. Nó đã đến lúc để các bạn bứt phá cái hàng rào của mình đi, làm một cái điều gì đó mới, làm một điều gì đó mới, một điều gì đấy khác đi. Vì thật ra hai người mà tiếp tục trong mối quan hệ nó cũng chạy vòng vòng tròn tròn vậy thôi à. Bởi vì nó không thay đổi, chứ dù cả hai người hứa với nhau, tự hứa với nhau là à tôi sẽ thay đổi, em sẽ thay đổi, anh sẽ thay đổi, chúng ta cùng nhau thay đổi, thế nhưng chả ai thay đổi cả. Bởi vì cái nhận thức, cái quan điểm, cái nhìn nhận của hai người nó vẫn ở mức độ như thế. Hoặc một người thay đổi mà người kia không thay đổi thì mối quan hệ này cũng sẽ vẫn phải thay đổi theo cái hướng đấy là à, ngắt lại, dừng lại, đèn đỏ lại. Bao giờ đèn vàng, bao giờ khoảng tới một năm nữa bắt đầu đèn vàng rồi sang đèn xanh thì mới có thể là à, có một cái cơ hội nào đó để kết nối ở đây. Chúng ta đến với tụ bài các bạn 3. Đến với tụ bài số 3, đây là trẻ bé chung. Chính vì vậy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất với câu hỏi đã ngắt kết nối. Họ cảm thấy như thế nào khi mà hai người ngắt kết nối với nhau, không liên lạc với nhau? Thứ nhất, cái người này cực kỳ ghét bạn, căm giận bạn. Không biết là vì sao hai người chia tay trong... Không phải là chia tay mà có thể là ngắt kết nối. Bởi vì người họ có thể là bất kỳ ai nha. Bạn bè, đồng nghiệp hay là người yêu hay là người yêu cũ hay crush hay là gì đó nha. Nhưng mình thấy ở đây có một người rất là căm giận cái người còn lại. Có thể là hoặc là cái mối quan hệ nó kết thúc hoặc là nó ngắt kết nối trong cái tình trạng đấy là đang rất là tức giận nhau, đang rất là ghét nhau. Đó, kiểu như thế. Và mình thấy rằng là cái người này giữa hai người chắc chắn là đã có cái sự ngắt kết nối ở đây rồi, thậm chí là chia cắt ở đây. Thì mình thấy là cái người này có buồn không? Có. Họ có buồn khi hai người ngắt kết nối với nhau. Họ cảm thấy căm ghét bạn. Hoặc có thể là bạn, cũng có thể là ngược lại là bạn nha, căm ghét họ. Thì mình thấy ở đây, nhưng mà mình thấy là cái người này mặc dù là họ ghét bạn, kiểu vừa hận vừa yêu đấy, kiểu như thế, vừa hận vừa ghét, vừa yêu vừa thương đấy, kiểu như thế. Thì mình thấy là người này rất là buồn, cũng rất là nhớ bạn, họ cũng nghĩ về bạn rất là nhiều. Họ nghĩ về bạn rất là nhiều. Thế nhưng mà mình thấy là mình thấy rằng là đến cái thời điểm hiện tại thì mình thấy là họ hiểu được ra lý do vì sao mà mối quan hệ này nó cần phải có cái sự giải phóng ở đây rồi. Vì mình thấy khi mà cái mối quan hệ này nó không kết nối nữa ấy, không ngắt kết nối ấy, thì mình thấy cả hai đều thoải mái. Vì mình cảm giác được rằng là cả hai đều có vấn đề trong cái mối quan hệ này. Thì khi mà đặc biệt là đối phương, họ có một cái vấn đề gì đấy cần phải được chữa lành ở đây. Và khi cái mối quan hệ này nó kết thúc thì đó đồng thời kết thúc cái sự căng thẳng giữa bạn và họ. Và họ bắt đầu tìm thấy được cho mình cái sự bình yên bên trong bản thân của họ hơn, so với việc là cứ tiếp tục trong mối quan hệ với bạn rồi là dằn vặt lẫn nhau, rồi là căm ghét lẫn nhau hay là gì đó. Thì họ tìm thấy cho mình cái sự bình yên và cánh cửa của cái việc đấy là sự chữa lành và sự vui vẻ được mở ra đối với họ. Mình thấy là khi mà họ không cố chấp, bám chấp vào cái mối quan hệ này nữa thì họ sẽ cảm thấy vui vẻ hơn, thoải mái hơn. Mặc dù là mình thấy họ vẫn nhớ về bạn, vẫn nghĩ về những kỷ niệm, những ký ức mà hai người đã có với nhau. Đó, thế nhưng mà mình thấy cuộc sống của họ thời điểm hiện tại đang rất là vui vẻ. Họ có những người bạn mới, họ biết được cái giá trị bản thân của họ ở đâu. Họ khéo léo, họ dũng cảm vượt qua những cái khó khăn ở trong cuộc sống. Họ cảm thấy tự do, thoải mái và cảm thấy bình yên. Mình không biết hai người sao mà ghét nhau thế. Mình không biết, cũng không rõ là làm sao cái mâu thuẫn này nó như thế nào, cũng không muốn tìm hiểu. Nhưng mà mình thấy là khi mà từ bỏ được cái mối quan hệ này, họ tốt lên rất là nhiều. Họ tốt lên rất là nhiều, phải không thể phủ nhận rằng là mối quan hệ này đã dạy họ rất là nhiều bài học. Thật ra bản thân họ cũng có vấn đề, cho nên họ cần phải học cách để chữa lành, healing. Đó. Và mối quan hệ này cũng giống như nó là cái chất xúc tác ấy, để cho họ nhìn nhận cái vấn đề bên trong họ, để họ chậm lại, nhìn nhận, sửa chữa và healing được nó tốt hơn. Đó. Thì mình thấy là họ có một chút gì đó cũng nhớ bạn, cũng nghĩ về bạn, cũng mong một ngày nào đó có thể hội ngộ với bạn. Cái cảm giác ghét bỏ này, căm giận này, mình thấy là nó đang dần qua đi bên trong họ rồi. Bây giờ thứ mà nhường lại bên trong họ đấy chính là cái sự tự do, thoải mái, vui vẻ
và bình yên. Có thể là bởi vì họ ghét quá, căm giận quá nên họ mới kết thúc cái mối quan hệ này đấy. Đó. Rồi. The Will. That. Cái mối quan hệ này khả năng rất là cao nó đã đi đến hồi kết, đã đi đến kết thúc, giống như cái mối duyên này của hai người nó có thể chấm dứt ở tạm thời là chấm dứt ở đây thôi. Ít nhất là chấm dứt ở đây thôi. Thêm vào đó nữa thì mình thấy là khả năng cao là chấm dứt đấy. Thêm một điều nữa đấy chính là mình thấy là cái khi về nghĩ về bạn ấy vẫn là một cái gì đấy đau đáu, vẫn là một cái gì đấy khá gánh nặng bên trong họ. Họ chỉ là, tức là họ đang dần buông được cái cảm giác ghét bỏ, nhưng mà bạn vẫn là một cái dấu, một cái nốt trầm gì đó. Mình thấy ra là cái mối quan hệ này đến với nhau vì định mệnh, mà kiểu như hết duyên hết lợi thì cũng ra đi, kiểu như thế. Nên là hai người nên có một cái suy nghĩ nó thoải mái hơn, cởi mở hơn. Mình thấy rằng là cái người này thời điểm hiện tại cũng đã có cuộc sống riêng, sự vui vẻ riêng. Thậm chí có, nếu như đây là một mối quan hệ mà trước đây hai người yêu nhau, tình cảm gì đấy, thì mình thấy là cái người này họ cũng đã có, đã, thời điểm này họ đang dành tình yêu gì đấy riêng cho cuộc sống của riêng họ rồi. Cái sự căm ghét đối với bạn nó chỉ là còn lại một chút chút gì đó thôi, sự ghét bỏ gì đó thôi. Họ vẫn nhớ và vẫn nghĩ về bạn, nhưng mà nó giống như là một cái góc nhỏ gì đó trong tim, kiểu vậy. Ok, tụ số letting go, kiểu đang học cách để buông bỏ hết tất cả mọi thứ đi. Nói chung là mình không hiểu sao, nhưng mình cảm thấy rằng là khi mà hai người từ bỏ nhau, hai người cắt kết nối với nhau, người này cắt kết nối với bạn ấy, thì mình thấy là có rất là nhiều cánh cửa mới mở ra đối với họ. Và họ giờ, bây giờ thì họ hiểu ra cái điều này, không còn vật vã nữa, không còn ghét bỏ nữa, hiểu ra được cái điều này. Và mình nghĩ là chỉ cần thêm một thời gian nữa thì họ sẽ hiểu ra được cái lý do đằng sau kết nối này thôi. Và kiểu mọi thứ nó sẽ được suy nghĩ một cách cởi mở hơn, thoải mái hơn. Rồi, bàn tay của số phận. Có thể là bởi vì cái người này và bạn, hai người chia tay với nhau bởi vì có thể liên quan đến một cái sự ghen tuông nào đó, một cái sự ghen tức nào đó, hoặc ghen tị nào đó với nhau. Cho tùy nhá, tùy vào cái mối quan hệ của các bạn là cái mối quan hệ kiểu gì nhá. Thì cái đấy mình không quá là tô đậm, điểm đậm cho các bạn để các bạn biết là như nào. Nhưng mà mình thấy là nó vì một cái sự kiểm soát, một cái sự ghen tức nào đó, ghen tị hoặc là ghen tuông nào đó diễn ra trên là mình như vậy. Rồi, tiếp. Cảm xúc. Mình thấy là dần dần họ sẽ đạt được cái trạng thái thoải mái hơn, không còn bực tức nữa, bực bình nữa, khó chịu nữa. Đấy, nhân duyên như cuộc đời đấy các bạn. Đến với nhau vì yêu thương, quý mến lẫn nhau, vì duyên, sau đó lại rời xa khỏi nhau bởi vì không thể chịu nổi nhau nữa, vì cảm thấy quá bức tức và khó chịu. Rồi. Người này đang có một cái cuộc sống rất là vui vẻ. Mình thấy là như thế, rất là vui vẻ, có rất là nhiều điều đáng ăn mừng trong cuộc sống của họ. Ở thời điểm này họ đang trải qua một cái điều gì đấy đang rất là vui này. Sự vui vẻ, thoải mái này. Và bây giờ họ học cái cách suy nghĩ đơn giản hơn so với trước đây rồi. Trước đây họ có thể là cái người suy nghĩ rất là nhiều và làm mọi thứ nó rối tung lên ý, kiểu như thế. Nhưng bây giờ họ đang học cách suy nghĩ đơn giản hơn. Và chính cái sự đơn giản đó đem đến cho họ cái sự bình yên. Và cũng phải nhờ, phải nói là cũng phải nhờ vào cái mối quan hệ này mới khơi dậy được bên trong họ cái vấn đề như thế, để họ nhìn nhận và giải quyết. Chứ nếu như không thì họ sẽ không biết cái vấn đề của họ nằm ở đâu. Người này có vấn đề gì mình sẽ xem kỹ hơn này nào, để miêu tả kỹ hơn về cái mối quan hệ này. Người này và bạn có cái vấn đề gì trong quá khứ đây? Người này và bạn có vấn đề gì trong quá khứ? Người này và bạn có vấn đề gì trong quá khứ đây? Nói chung cuộc sống người này đang rất là vui, vui vẻ, hạnh phúc, thoải mái lắm các bạn ạ. Đó, cũng có sự căm ghét, nhưng mà cái đấy nó qua rồi, cái thời điểm đấy nó qua rồi, bây giờ độc lập, tự do, hạnh phúc lắm này này. Đó, cái vấn đề gì giữa hai người đây? Chỉ thấy vui vẻ thế này.
Vấn đề gì giữa hai người? Hai người trong quá khứ đã xảy ra vấn đề gì? Có một cái sự tổn thương nhau ở đây, gây làm tổn thương nhau ở đây rất là nhiều. Ok, giống như là... Từ từ. Mình có thể mình cảm thấy rằng là nó liên quan đến một cái sự ghen tuông nào đó, ghen tức nào đó. Ví dụ mình lấy ví dụ như là bạn yêu một người khác, hay là bạn, à không, ý mình là bạn, ví dụ như đây là trong một mối quan hệ bạn bè đi, thì bạn chơi với một người khác kiểu như thế, và họ cảm thấy chạnh lòng khi bạn chơi với cái người kia, cho nên nó mới xảy ra cái vấn đề họ cảm thấy tổn thương là như vậy, hoặc là căm ghét như vậy. Người này bản chất họ cũng muốn kiểm soát bạn, nhưng bởi vì không kiểm soát được nên họ mới cảm thấy khó chịu, bắt đầu họ đổ lỗi cho bạn. Họ cũng có từng đổ lỗi cho bạn rất là nhiều, nhưng mà đến thời điểm này thì mình thấy là những thứ này đang dần được cởi bỏ rồi, và đây là một cái tín hiệu rất là tốt này. Rồi, đâu rồi? Tụ bài số 3. Mình thấy cái mối quan hệ này nó có một cái sự gì đấy không lành mạnh đến từ cả hai. Bạn không là cái phiên bản tốt nhất khi mà đối xử với họ, họ cũng không phải là phiên bản tốt nhất khi đối xử với bạn. Đến bây giờ thì họ cảm thấy là họ sẽ chọn một cái sự lựa chọn gì đó nó đem đến cho họ cái lành mạnh hơn, cái sự lành mạnh hơn. Thực ra không phải là bởi vì bạn là người xấu hay họ là người xấu, mà là giống như hai người ở đa hai tần số khác nhau ấy. Chính vì thế mà khi hai người hợp lại với nhau là bắt đầu cứ choảng nhau thôi, xong rồi cảm thấy khó chịu với nhau, mặc dù là cũng rất là quý mến nhau, rồi bắt đầu là mới xảy ra những cái mâu thuẫn. Thì cái người này cảm thấy là thời điểm này họ đang tập trung nhiều vào cái việc yêu thương, trân trọng bản thân và lựa chọn cho mình những cái mối quan hệ kiểu lành mạnh hơn. Đối với họ thì mình thấy là họ đã gặp những người mới rồi, họ cũng có những mối quan hệ mới trong cuộc sống rồi. Ok, đó là các bạn là tụ số 3 nhá. Cảm ơn các bạn lắng nghe, nhớ like đăng ký kênh của mình nhá. Bye bye.